với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Và ngồi cạnh mình đây là bạn Phương Lan, vừa nhận được visa du học Mỹ. Thì trong chương trình hôm nay thì bạn Lan sẽ chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm phỏng vấn xin visa du học Mỹ thì như thế nào nhé. Chào Phương Lan. Ừ, thì em có thể là chia sẻ với các bạn cái cảm giác của em mà khi nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào không? Thật ra cái cảm giác của mình lúc mà bên lãnh sự nói là bạn đậu visa rồi thì em vẫn chưa tin lỗ tai đâu. Thật sự là dù có người nước ngoài hay là người Việt đã được translate rồi á thì mình vẫn chưa tin, chỉ có tin mình tin khi mà hôm qua mình nhận được cái EMS của từ lãnh sự, mình nhận được cái passport của mình, trong đó có visa Mỹ, thì lúc đó em mới tin được là em đã đậu visa. Và em rất là mừng khi là bao nhiêu cái nỗ lực của em trong cái thời gian vừa rồi, và Tân Đại Dương cũng đã giúp em rất là nhiều trong công việc mà phỏng vấn và trả lời cho bên lãnh sự. Em có thể chia sẻ với các bạn lý do tại sao em chọn Mỹ du học? Em chọn Mỹ du học thì rất là đơn giản thôi. Tại vì em là đã tốt nghiệp cao đẳng ở bên Singapore và đại học ở bên Úc, nên vì thế là Mỹ là một trong những cái lựa chọn tiếp theo của em, để trong cái bước đường em lấy một cái bằng bằng 2 cho nó tốt nhất. Em có thể chia sẻ với các bạn một chút xíu là vậy cái nào quốc gia tiếp theo để em chinh phục là quốc gia nào? Thì là Mỹ là quốc gia tiếp theo rồi đó chị. Không, sau tiên Mỹ. Sau Mỹ nữa hả? Chắc là Anh hay là New Zealand gì đó. Rồi qua Mỹ em học trường gì bên đó? Qua Mỹ thì em sẽ học trường Green River Community College. Thì cái em biết trường này là nhờ vào em search trên internet và nó thấy là trường này là trong top 10 trường mà được sinh viên quốc tế chọn nhiều nhất vào năm 2012. Thì cái trường này thì là có hai cái chuyên ngành mà họ dạy mạnh nhất là business và technology. Thì cái chuyên ngành em đi theo là ngành business, nên vì thế là em đã chọn cái trường này. Trong quá trình mà phỏng vấn với lãnh sự đó, thì có cái câu hỏi nào mà lãnh sự hỏi là em khó trả lời? Em rất là may mắn là em là người đầu tiên phỏng vấn trong cái buổi chiều ngày hôm đó, nên vì thế là lãnh sự gần như là không hỏi nhiều về em. Lãnh sự chỉ hỏi đúng có ba câu về em thôi, là tại sao bạn chọn trường này, hiện tại bạn đang làm gì, và tại sao là bạn có một cái bằng đại học rồi mà bây giờ lại bạn lại đi muốn học tiếp nữa cho đại học. Một cái bằng nữa cũng liên quan về kinh doanh như thế. Mấy câu hỏi đó làm em khó trả lời. Thật sự là không, tại vì là vấn đề là em đã hiểu hồ sơ của em đã hiểu những gì em cần phải trả lời cho lãnh sự, nên vì thế là em rất tự tin về câu trả lời của em. Vậy là bây giờ em đã có trong tay visa du học Mỹ rồi, thì em có cái kinh nghiệm hay là cái chia sẻ nào mà chia sẻ cho các bạn sắp tới đi phỏng vấn hay không? Mình chỉ muốn nói một câu này cho các bạn, để các bạn vững tâm là lãnh sự không là gì cả. Và các bạn phải nên hiểu hồ sơ của chính mình. Tại vì mình hiểu hồ sơ của mình thì mình mới trả lời thật lòng với người ta được. Chứ mình đừng nên học thuộc lòng hay là học vẹt một cái trường hợp nào đó. Thì cái đó là cái kinh nghiệm của mình rút ra sau khi mà mình có visa. Cảm ơn những chia sẻ của Phương Lan. Thì hy vọng với những chia sẻ này thì các bạn sắp tới đi phỏng vấn với lãnh sự thì sẽ không còn run sợ hay là cảm thấy sợ sệt khi mà bước vào phòng phỏng vấn nữa nhé. Chúc các bạn sẽ thành công.